Bạn có biết cá nhạch trốn dưới hố sâu 2 mét hung dữ thế nào không? Lần này hai anh chàng hoang dã đang đào cá nhạch, nhóm nghiên cứu đến rừng ngập mặn sau khi thủy triều xuống. Có vẻ như phải rạch ra một đoạn, để cá nhạch mở mắt, mà cái động cá nhạch trước mặt, không may bị anh em hoang dã nhắm trúng. Họ dùng tay đào lên, tay nhanh thân thoát, anh Hải và Tam Bào thay phiên nhau. Cái đầu tiên bị đào ra đương nhiên là mảnh đất này. Để có thể nhìn rõ cái động, cần phải dọn sạch nước trong hố. Với 30 kinh nghiệm đào cá nhạch, lão ngư dân 33 tuổi, anh Hải là biết tầm quan trọng của hướng đi của động. Dù sao chỉ cần chạch 3 cm, đào nhiều hơn một đoạn, thậm chí hang của cá nhạch có thể biến mất. Thế thì đúng là đen đủi, mất công rồi. Mặc dù hang cá nhạch này giống như dầu của bà lão, vừa dài vừa hôi, nhưng may mắn thay ta còn 1 mét nữa là đào đến. Việc đào không quá khó, có điều hai anh em hoang dã không ngờ, sau đây hang cá nhạch lại chuyển hướng, khiến anh em hoang dã phải đào sâu hơn. Sau một hồi đào, cuối cùng cũng đào được cái hố sâu 2 đến 3 mét. Hay lắm, cái hố lớn này mà sụp xuống, anh Hải nghĩ thầm, như thế thì đúng là chết chắc. Mà những ai dám đào đến độ sâu này chắc cũng to gan lắm. Diêm Vương chắc cũng phải sợ anh Hải. Sau khi anh Hải không ngừng mò mẫm bên dưới, cá nhạch trốn trong hang cũng phải sợ. Nó hết đường lui, phải chọn một lối khác để trốn thoát. Có như bị anh Hải ép đến đường cùng rồi. Mà Tam Bảo đứng bên chờ đợi thấy vậy, hai tay duỗi ra, hai tay mở rộng, tóm chặt lấy con cá nhạch nặng 1 cân. Cá nhạch thực ra là một loại lươn biển, tên khoa học là Pisodonephis boro, thường sống ở vùng đất cát ở sống Hải Hà, thích ăn các loài giáp xác như tôm cua, vì vậy thịt nó rất béo, hương vị thơm ngon. Mặc dù cá nhạch cũng được coi là con cá không nhỏ, nhưng so với cái hố 2 mét mà anh Hải đào được, thao tác như mãnh hổ kia, thấy con cá nặng có hơn 1 cân, mà đào xong còn phải lấp lại. Đương nhiên, cuối cùng đây là món lươn nướng trông không đẹp mắt lắm, nhưng mà ngon đến phát khóc, ngon chết mất. Con cá trình sông hung dữ này, không biết bán được mấy đồng nhỉ. Người ta thường bảo chỗ sông hồ hay xảy ra kỳ tích. Hôm nay hãy để hai anh em hoang dã cho mọi người xem, dùng que trúc kèm mồi câu, cho vào trong khe đá, dùng để bắt cá trình sông siêu to khổng lồ. Ông Hải 53 tuổi với kinh nghiệm bắt cá trình 50 năm, xứng đáng với cái danh con dao găm vạn sóng trong giới khai thác thủy sản. Thao tác cầm gậy trúc, sau vài lần do thám, con cá trình sông trong khe đá cứ lui, không nhịn được nữa, liền cắn lấy mồi, lập tức kéo thẳng cần câu. Ông Hải thấy vậy, tay trái nắm chặt lấy sợi dây câu, đồng thời khéo léo nhanh chóng tháo xào tre, xoay người, ngồi xổm xuống sau, gót chân sau cũng nhún xuống, cảm nhận được lực truyền đến từ sợi dây câu, âm thanh ma sát cùng lực kéo cực mạnh, ông Hải đoán được đây là một con cá lớn, đây chắc chắn là con trấy trên đầu nhà sư. Chuyện hiển nhiên như vậy, để ngăn con cá giãy khỏi dây câu, ông Hải cố gắng giữ nguyên tư thế trong 10 mấy phút. Đợi đến khi lực kéo yếu còn một nửa, thì vội vàng thu dây câu, sau đó kéo mạnh lấy sợi dây, nhanh chóng kéo lên bờ. Con cá cực lớn trong khe đá lập tức phải chuyển chỗ ở, lên thẳng trên bờ, còn chưa kịp phản ứng lại, nửa người đã bị ông Hải kéo khỏi mặt nước. Tôi tưởng anh Hải 33 tuổi đã là thiên hạ vô địch rồi, không ngờ ông Hải trước mắt còn dũng mãnh hơn. Rốt cuộc ai giỏi hơn ai? Con cá trình sông này hung dữ quá, cho dù bị câu lên bờ, cũng phải cần đến sự giúp đỡ của Tam Bào bên cạnh mới có thể túm được nó. Sau khi cho nó vào túi, cuối cùng ông Hải và Tam Bào không nhịn được, đứng trên bờ sông, lấy nó ra. Xem xét một hồi, con cá trình sông này còn được gọi là cá trình hoa, cá trình lớn. Nó cực hiếm ở nước ta, giá cả rất cao, mà ở chỗ ông Hải nó xuất hiện khá nhiều. Con cá này chắc được sinh ra vào lúc 2 giờ sáng giờ Sửu, nên nó mới xấu thế vậy. Tuy vậy nhưng thịt trên thân nó vô cùng chắc.